Hôm nay trước khi giảng đó thì sư cô có một cái thông báo như thế này. Bởi vì từ khi mà sư cô đi giảng cho tới bây giờ đó, thì sư cô chưa có bao giờ mà có bất cứ một cái website nào hay là có một cái thông tin nào trên mạng mà do chính sư cô tạo ra cả. Thành ra có những cái người Phật tử đó, người ta muốn góp phần để bố thí pháp, cho nên người ta cũng tạo những cái website để mà coi như là đăng những cái bài giảng của sư cô lên. Hoặc là có những cái vị đó, người ta đến chùa, người ta làm một cái bộ sưu tập về cái kiến trúc để mà lưu lại cái vấn đề xây dựng, thì đó là cái việc làm rất là tốt đẹp và đúng đắn của cái người Phật tử. Nhưng mà cũng có người đó do cái lợi dụng cái việc làm tốt đẹp về cái hình ảnh của kiến trúc cũng như là những cái bài giảng của sư cô đã được lên phổ biến như thế đó, thì lợi dụng cái đó và tạo ra những cái điều không có tốt. Tại vì sư cô đó, trước đây sư cô không có chủ trương là phổ biến cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ của sư cô. Cái lý do là sư cô trong cái thời gian xin phép để xây chùa cho nên không có địa điểm. Mà sau khi đi vào cái vấn đề xây chùa rồi thì nó rất là bận rộn, cho nên là sư cô nghĩ là không có tiếp điện thoại nổi, cho nên là không làm cái công việc đó. Thì có người đã lợi dụng và đã tạo rất là tinh vi như thế này, là có những Phật tử sau khi nghe những cái bài giảng mà được phổ biến trên mạng một cách đúng đắn đó, thì người ta mới tìm cái số điện thoại của sư cô cũng như là tìm cái chùa của sư cô. Thì người ta đi vào Google, người ta đánh chữ Tịnh Xá Pháp Huệ, thì cái địa chỉ hiện ra chính xác, cái hình ảnh của chùa chính xác. Nhưng mà cái mà người ta mập mờ ở cái chỗ này á, thì Phật tử để ý đó là cuối cái đó người ta để chữ liên hệ, xong người ta chỉ đánh cái số điện thoại thôi, không có tên của ai cả. Thì khi mà Phật tử điện thoại tới đó và nói là cho tôi gặp sư cô Tâm Tâm, thì người ta trả lời rằng là sư thầy đi vắng, sư thầy không có thường xuyên ở nơi tịnh xá, cô muốn cái gì thì xin liên hệ với chúng tôi. Thì cái người này nói thôi như vậy cho tôi xin cái số điện thoại riêng của sư cô đi. Thì người này nói là sư thầy lớn tuổi rồi, sư thầy không có dùng cái số, không có dùng điện thoại cho nên không có số. Thì mới hỏi là Phật tử cần cái gì. Thì cái người này nói là trước là tôi muốn gặp sư cô, sau nữa là muốn hùng phước để cúng dường xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Thì người này nói là chuyện gặp thì sẽ tính sau, còn bây giờ trước mắt á, mà cúng dường thì đây là cái tên của chủ tài khoản và số tài khoản của Sacombank. Thì đề tên là Nguyễn Văn Thanh với số tài khoản của Sacombank. Thì có những người tinh ý, người ta hỏi ủa tại sao á, đây là một cái chùa ni mà người bắt điện thoại của chùa là một người nam, và người đứng chủ tài khoản cũng là một người nam. Thì cái này mở mặt đơn chỗ này đó, nếu chúng ta biết về luật á, thì chuyện này không có xảy ra. Nhưng mà người này đã khôn khéo trả lời như thế này, người trợ lý cho sư thầy thì nam hay nữ gì cũng được, miễn trợ lý thôi này. Và phải tinh ý hơn nữa sẽ đọc rõ thế này, người ta không hề nhắc tới tên sư cô và cũng không hề gọi sư cô, mà ta chỉ nói là sư thầy mà thôi. Và cái lừa đảo này kéo dài rất là nhiều năm, chỉ có mới gần đây thôi, thì cách đây chừng khoảng 2 tuần lễ trở lại đây đó, thì cái số tiền lừa đảo cũng đã rất lớn rồi. Còn những năm trước thì sư cô không biết. Lý do sư cô biết là nó đã nhiều năm trôi qua, là vì ở bên Mỹ sư cô có một cái người Phật tử đó rất là gần gũi với sư cô, thì sư cô mới điện hỏi cái người đó là biết cái địa chỉ và số điện thoại này không,
Thì cô này đó biết. Thì sư cô hỏi, à, sao cô lại không có thông báo cho sư cô biết? Cô mới nói tại vì từ khi con gặp sư cô thì sư cô cho con cái số điện thoại riêng rồi. Thì con nghĩ đó là số điện thoại của chùa cho nên con đâu có liên hệ làm gì. Con cần cái gì con điện thẳng cho sư cô thôi. Nhưng mà con biết đã lâu rồi, phổ biến trên mạng mà không phải chỉ ở Mỹ mà tất cả các nước đều biết cái số điện thoại này. Và ngày hôm nay sư cô chính thức thông báo cái điều này, là sư cô chưa từng có ai trợ lý mình cả, nhất là trợ lý chính thức về mặt pháp lý thì hoàn toàn không có. Còn trợ giúp để làm việc thì đều có đến chùa sư cô để làm việc. Cho nên là từ ngày đi giảng giờ sư cô không có một cái người đại diện nào để mà nhân danh sư cô tuyên bố bất cứ một cái gì cả. Cũng như về pháp lý không có ai đại diện chính thức cho sư cô cả. Cho nên cái gì mà nói thì phải chính sư cô nói ra. Cái gì mà về pháp lý thì cũng chính sư cô thôi. Ngoài ra không có ai là đại diện cả. Thật ra sư cô nói điều này để cho Phật tử tinh tế nhận ra cái này. Và khi cần cái gì đó thì số điện thoại của sư cô là 0909893350, cứ liên hệ trực tiếp. Nếu mà sư cô bận không có thể nào nghe điện thoại được thì xin nhắn tin. Và số điện thoại này có Viber, có Zalo luôn, và nhắn tin, bởi vì không phải lúc nào sư cô cũng nghe điện thoại được. Vì bận đi giảng, bận công việc nhiều lắm, cho nên là nhắn tin qua thì sư cô á, cái giờ rảnh rỗi sư cô sẽ đọc cái tin nhắn đó và sư cô trả lời. Còn chúng ta cẩn thận một chút để cho cái người khác á, khỏi phạm vào một cái tội quá nặng. Tại vì á, khi mà phạm vào trong cái việc mà chùa chiền như thế này đó thì con đường mà người ta đi xuống là thâm thẳm. Chúng ta nhớ cái câu chuyện với vua Bimbisara đó, nửa đêm mà ma quỷ than khóc trong chùa đó. Thì bởi vì đó, đây là những người mà trong tiền kiếp đó, là cùng với cái vị mà ngày nay là đức vua Bimbisara đó, là một người đầu bếp rất là chân chính, lãnh cái nhiệm vụ á là giữ cái tài sản của ba vị hoàng tử để cúng dường trong suốt ba mùa an cư kiết hạ. Và cái tăng đoàn có Đức Thế Tôn. Nhưng vì những người sau này người ta cúng dường nhiều quá và phải tăng lên cái số người mà cộng sự trong cái nhà bếp thì nó chia làm hai nhánh. Một nhánh thì người ta vô thì chỉ biết có cái lợi trước mắt thôi. Trước thì ta ăn cắp lén lút, sau đó thì xe chở tới là người ta chuyển về cái nhà của người ta. Rồi khi mà nó quá lố rồi thì người ta đốt kho luôn. Rồi cái con đường thâm thẳm của những người đó là ở trong địa ngục không biết mấy ngàn năm. Và cái kiếp cuối mà được vua Bimbisara đó cúng trai tăng để mà hồi hướng cho nó, thì cái kiếp cuối là quỷ đói. Cho nên Phật tử thận trọng, không phải vì cái đồng tiền của mình đó là cực khổ mới có mà thôi. Mà cái thận trọng này đó để cho người khác đó đừng có vì cái chỗ đó mà phải đọa vào trong cái thâm thẳm. Dẫu người ta lấy có bao nhiêu tỷ thì cái số tiền cũng không có cân xứng để mà nhận một cái tội lỗi quá lớn. Cho nên hôm nay sư cô chính thức thông báo cái này và kèm theo những cái bài giảng của sư cô để cho tất cả chúng ta đó đều thận trọng và giúp cho người khác đó bớt đi vào cái con đường sai trái của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.